Xuất phát là một giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Hà Nội, nhưng với tình yêu nông nghiệp của mình, anh Đỗ Văn Toàn quyết định dễ hướng sang chăn nuôi động vật hoang dã. Cơ duyên bắt đầu khi anh biết và tìm hiểu về loài rúi. Với đặc tính là loài vật dễ nuôi, chi phí thức ăn không nhiều, sinh sản nhanh, tạo hiệu quả kinh tế tốt nên rất phù hợp để chăn nuôi hộ gia đình. Tôi đang có 4 trang trại. Trang trại lớn nhất của tôi bây giờ là ở Tiên Quang và nó cũng là cái trang trại mà đầu tiên tôi khai sinh ra cái ngành này. Còn khu trang trại của tôi là hơn 10.000 10 m, tức là nó rơi vào hơn 1 ha. À trang trại tiên quang bây giờ tôi đặt đó là cái trại sinh sản. Đấy, còn trang trại số 2 của tôi là trang trại Hà Nội, chính là cái trang trại mà tôi đang đứng ở đây. Thì khu này của tôi là hơn 3.000 m. Đấy, và chúng tôi còn hai trang trại ở trong miền Nam nữa. Thì trong đó là cũng mỗi một trang trại là cũng 4 000 m một trang trại là 5.000 m vuông. Thứ nhất là về cái trang trại làm sao nó phải đủ cái tiêu chuẩn nó về nó phải mát và thoáng. Đó tức là về mùa đông thì nó phải giữ được ấm còn mùa hè nó phải thoáng và mát đó là cái phần trại còn về cái phần chuồng thì mình cứ thiết kế làm sao để là à, về cái vật tư làm chuồng thì nó rất là đơn giản và nó không có cái gì cầu kỳ đặc biệt cả mình cứ mua những cái viên gạch lát nền cái loại gạch một kích thước từ 50 x 50 hoặc là 60 x 60 Đến nay, trang trại của anh đã lên tới hơn 10.000m2 và hoàn toàn không áp dụng khoa học kỹ thuật mà nuôi theo đặc tính tự nhiên để đảm bảo chất lượng giống tốt nhất. Dưới có thể nuôi trong nhà nên bà con có thể tận dụng chuồng lợn, chuồng gà, khu bếp, khu gầm cầu thang. Dưới sạch và không có mùi hôi lại rất yên tĩnh. Bà con nên chọn mua dưới nhỏ về nuôi bởi dưới nhỏ rất dễ thích nghi với điều kiện thời tiết, thuận tiện trong việc chăm sóc. Ngoài ra, anh Toàn cho biết, trên thị trường có 4 loại giống rúi. Đầu tiên là rúi mốc Việt, rúi ta, trọng lượng bé, không có hiệu quả kinh tế cao. Thứ hai là rúi mốc Đại Trung Quốc, thịt ngon, trọng lượng to, hiệu quả kinh tế cao. Thứ ba là rúi má đào Thái Lan, phổ biến trên thị trường. Cuối cùng là rúi má đào Lào, ít người nuôi và hiệu quả kinh tế thấp. Một bí kíp của anh Toan trong việc quản lý chuồng trại rúi đó là nuôi tập trung và nuôi cá thể. Nếu rúi đến tuổi sinh sản sẽ được chuyển đến chuồng sinh sản gồm một đực ba cái hoặc 5 đực và 15 cái. Từ đó tỷ lệ phối giống thành công cao hơn. Rúi có thai sẽ chậm chạp, ít đi lại, bụng to lên. Khi nhắc đuôi kiểm tra, vú sẽ to hơn bình thường. Điểm khác biệt trong việc nuôi rúi là chúng cần được nuôi dựa theo đặc tính tự nhiên để giữ thịt thơm ngon. Thức ăn của rúi gồm 3 loại chính, mía, ngô, chè. Bà con phải chọn mía sạch, không dính hóa chất, chọn ngô chưa bị muối mọt, chọn chè không được dính nước mưa. Bên trong không bị sâu, bị kiến. Tại trang trại, anh Toàn cho Dúi ăn thêm cháo, bổ sung các loại thịt như cháo thịt gà, cháo cá, cháo thịt lợn, tuy nhiên chủ yếu là cháo gà. Bởi nếu Dúi thường xuyên ăn cháo cá, cháo thịt lợn sẽ nhiều đạm, nhiều mỡ và làm giảm tỷ lệ sinh sản. Tôi có một cái lời khuyên cho bà con khi mới bắt tay về chăn nuôi như thế này. Trước khi mình chăn nuôi thì mình phải có cái kế hoạch rõ ràng là uh, từ vấn đề chuẩn bị cái nguồn vốn, chuẩn bị cái khu vực chuồng trại và cái mấu chốt rất quan trọng trong chăn nuôi là bà con cần lưu ý đó là bà con phải nên đến trực tiếp các trang trại người ta đã có cái thời gian lâu năm người ta chăn nuôi đến đây để mình được tham quan thực tế cái mô hình cái thứ hai nữa là đến đây để các trang trại người ta sẽ chia sẻ cho cái kỹ thuật người ta chia sẻ cho cách chọn con giống người ta chia sẻ cho những cái lưu ý trong quá trình mình chăn nuôi thì mình nắm bắt được rồi thì lúc đó bắt con giống về nuôi thì nó sẽ đảm bảo cho mình và bà con sẽ không còn gặp nhiều khó khăn nữa. Anh Toàn tiết lộ giá trị thức ăn một con rúi là trên 300 đồng, vậy nên thu nhập một đôi rúi mốc đại có lợi nhuận đến 5 triệu một đôi, rúi má đào 10 đến 12 triệu một đôi trên một năm. Bà con có thể tận dụng việc tự trồng thức ăn để tiết kiệm chi phí đầu vào với sản lượng giống hơn 3.000 đôi dưới mốc đại dưới má đảo Thái Lan đã mang lại cho anh Đỗ Văn Toàn doanh thu hơn 10 tỷ trên một năm có thể thấy nuôi dứa hiện đang là một hướng đầu tư mới đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân hy vọng rằng những chia sẻ của anh Toàn trong số tay nhà nông tuần này sẽ giúp bà con có thêm kiến thức về chăn nuôi loài động vật hoang dã này chúc bà con thành công.